Hôm nay review cho anh em xem con máy ép mới nha. Máy ép mình 7 cái. Đây là con máy ép mới này, mới mua về khổ 3245 ép áo nữ. Mới con mới ép được số lần ép 40 lần này. Máy bên đây là khổ 40 50 thì máy cũ rồi. Máy này thì ngoại hình rất mình thấy rất là đẹp. Ngoại hình rất đẹp. Rất ok, nhưng mà ép thì mình cảm thấy không sướng nha bà. Thử này, mình thử ép nha. Đấy. Các bạn thấy là cái tay này nó rất yếu. Tay này nó yếu. Cũng như là cái mâm này. Đấy, các bạn thấy nó lúc lắc, nghĩa là mâm này rời nó lúc lắc, nó cảm giác nó vênh ép xuống này. Đây này, đấy, nó gập gành đấy không ạ, gập gành nó lúc lắc. Tuy nhiên nó thiết kế như vậy nhưng mà chỉ có một cái trụ là một cái đinh vít này thôi, một cái vặn vặn nâng cao thấp này thôi. Như vậy mình thấy nó hơi bị nghiêng do cái thân ở trên yếu, thân dưới cũng yếu, cho nên là mình thấy một thời gian nữa chắc chắn nó sẽ bị vành. Thực sự là như thế. Đấy. Cái thân thép này thì các bạn thấy nó làm rất là mỏng, tại sao lại không thể làm dày hơn, đúng không? Không thể làm dày hơn cho dù là hai bên, nhưng mà mình cảm thấy nó yếu ớt. Đấy. Đó là chưa kể phía dưới này nó có thiết kế nó rất là kém, nó là luồn áo, luồn không được sâu. Đáng lẽ luồn này là phải luồn đến vào trong này này thì mình thấy rất là tiện dụng, tiện lợi hơn. Còn đến ngang đây thì nó rất là kém, và ngày mai ngày kia mình có thể mình sẽ cắt, dùng máy cắt để cắt vào sâu khoảng độ 5 đến 10, 5 phân nữa, 5 6 phân nữa là nó phù hợp. Đấy, mặc dù là một xíu thôi nhưng nó cũng ảnh hưởng đối với áo nhỏ. Còn nói riêng về máy này thì mình rất là thích cái cấu trúc này. Cấu trúc dòng cũ rất là chắc chắn, mặc dù nó đơn giản này thôi. Đơn giản là một cái giữa này thôi. Nhưng mà mình cảm thấy nó rất là chắc chắn, ép xuống nó cảm giác nó cái nào ra cái ấy. Đúng không? Cái này ép chưa. Đây là khổ 40 50 ép rất là lâu, rất bền. Mà nó chắc chắn, cảm thấy chắc chắn và chắc chắn hay khung này. Bạn thấy cái khung không? Cái khung này xương thép rất là ok, khung thép. Cấu tạo cũng là luồn áo luôn, cấu tạo luồn áo vào luôn, nó rất là chắc chắn. Thép V mà to dày cho nên nó cảm giác nó thực sự luôn. Nó cái này nó mình cảm giác nó yếu ớt ở dưới, cũng chỉ là hai thanh thôi. Hai thanh và rất là mỏng. Rất là mỏng. Rất yếu ớt. Ép không sướng tí nào. Nó thua cái con máy tôi mua năm 2010 khổ 3838 ép rất là chắc chắn, ép 10 năm không hư. Còn cái ép này thì mình khả năng mình dự đoán khoảng độ 1 năm rưỡi là cũng giống như là lăn rụng rồi. Nó cấu tạo cái này chỉ là cái đẹp thôi. Đấy. Là mình mua cái này là 3,8 triệu là được giảm giá rồi, mới 3,8 triệu cũng không hợp lý lắm, không thích lắm. Đấy. Còn con dòng máy này thì ép sướng này, các bạn nên mua cái dòng máy này này. Dòng máy này có thể mà khổ mà 3838 thì rẻ, khoảng 3 triệu 2. Còn máy này mà khổ 40-50 thì khoảng độ hình như là 5 triệu thì phải, 5 triệu mốt. Có nhiều chỗ bán nhưng mà các bạn nên mua cái dòng này thích hợp hơn. Đấy. Và nên mua cái dòng này, mà nếu như có dòng này mua khổ 3245 là hợp lý, 3233. Đấy. Đấy. Thì ép thì nó sẽ rất là hợp lý cho áo in áo thể thao này. In áo thể thao cần phải máy móc hợp lý để mà làm mới nhanh được. Đấy, bên đây là máy ép số quần này. Cái này cũng là 2,4 triệu hay là 2 triệu mấy. Cái này thì không nói chuyện nữa rồi. Cái này nó nhỏ nên cấu tạo hai thanh là hợp lý, vì máy nó nhỏ mà.
Cho nên hai thanh này là hợp lý. Con máy to mà hai thanh mỏng thế này thì nó rất là yếu. Đấy. Đấy. Cho nên là riêng máy nhỏ này thì không vấn đề gì rồi, quá tuyệt vời rồi. Ép số quần, tuy nhiên là nó mình cảm giác nó vẫn bị vanh nữa. Nó vẫn cứ là bị vanh một chút ấy. Này, ép vào này nó xanh một tí. Một thời gian nữa là nó lạch luôn. Đấy. Còn cái máy ép mà trâu nhất thì tôi sẽ chỉ cho các bạn. Máy ép này khổ 60-80 nó rất là trâu. Máy này thì không phải bàn cãi nữa rồi, ép rất nhiều và cực lớn. Nó tàn tạ rồi mà ép nhịp nó rất là đều, đẹp. Đúng. Ép đồ bóng truyền đúng không ạ, sản xuất đồ bóng truyền luôn. Đúng. Ép những cái thân lớn như này, ép xong là mình đi may thành những cái sản phẩm như này. Đó. Đây là hàng chuyển nhiệt đây. Đấy, các bạn có nhu cầu làm hàng chuyển nhiệt hay là áo thể thao mà bỏ giá xỉ hàng theo in theo yêu cầu ấy, tức là không phải hàng có sẵn ấy, thì liên hệ với bên mình. Đấy, qua Facebook Nga Kovac đó, Nga Nguyễn ấy. Hoặc là số điện thoại 0989539375, 0974773999 thì các bạn sẽ có rất là nhiều mẫu bên hàng mình. Đây là hàng này, cũng là hàng sản xuất hàng ép chuyển thân này các bạn này. Hàng ép chuyển thân này thì đã in sẵn logo và mọi thứ lên luôn. Đấy, còn hàng này là hàng may. Đấy, hàng sẵn đây cũng là đều là hàng sẵn cả. À, hàng này là hàng may ép luôn này. Đấy, rất là đẹp, các bạn có nhu cầu cứ liên hệ nhé.